Khu di tích đền chùa Bà Tấm thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Khu di tích tọa lạc trong một khuôn viên thoáng rộng khoảng trên 4 hecta, gồm chùa, đền, điện, sơn trang, nhà thủy đình. Đền thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan được xây dựng từ cuối thế kỷ 11, là nơi thờ phụng bà ngay chính trên quê hương người. Chùa mang tên Linh Nhân Tư Phúc Tự do chính Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan xây dựng, khánh thành vào tháng 3 năm Ất Mùi 1115. Lễ hội đền Bà Tấm được tổ chức 3 ngày, từ 19 đến 21 tháng 2 âm lịch. Chính hội là ngày 20 tháng 2, tương truyền là ngày đăng quang của bà. Đền, chùa Bà Tấm là loại hình di tích lịch sử và nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng năm 1996. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.